công an làm việc với 3 người trong clip bắt ghen, gây náo loạn phố phường Hà Nội. Hiệu phó trường tiểu học bị chồng, đồng nghiệp chém trọng thương. Đoàn cán bộ Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh gặp tai nạn thương tâm khi đi du lịch. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trắng đêm dập lửa tại xưởng giấy bao bì ở Bình Dương. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vào tối 13 tháng 4, người tham gia giao thông trên đường Trần Phú, Hà Nội bất ngờ khi chứng kiến một người phụ nữ cầm gạch rồi đập kính của một chiếc xe ô tô. Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã dừng lại để theo dõi quay phim chụp ảnh, khiến đoạn đường bị ùn tắc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã mời 3 người trong vụ nghi bắt ghen lên để làm việc. Trước đó, vào tối ngày 13 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc một người phụ nữ đứng giữa đường cầm viên gạch đập vào kính ô tô con gây xôn xao dư luận. Sự việc khiến giao thông tại thời điểm đó ùn tắc kéo dài do nhiều người dân hiếu kỳ đứng lại theo dõi và quay video đăng tải lên mạng xã hội. Được biết, bên trong xe ô tô có 2 người, một nam một nữ. Người phụ nữ ở bên ngoài cầm viên gạch và liên tục yêu cầu những người ở trong ra nói chuyện. Xung quanh có nhiều người quá khích la hét cổ vũ, thậm chí cầm gạch tham gia đập kính xe. Tuy nhiên, 2 người bên trong xe vẫn đóng kính cửa. Người phụ nữ ở bên ngoài ô tô thậm chí còn đưa hình ảnh gia đình trong điện thoại để chứng minh cho mọi người và hô to người đàn ông trong xe là chồng cô. Nhận được thông tin sự việc, Công an phường Điện Biên nhanh chóng có mặt để giải tán đám đông, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ, tụ tập khi gặp những trường hợp tương tự. Theo một nguồn tin, nguyên nhân bước đầu có thể là do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiệu phó trường tiểu học bị chồng đồng nghiệp chém trọng thương. Thưa quý vị, vừa qua tại một trường tiểu học ở Hậu Giang đã xảy ra sự việc phó hiệu trưởng bị chồng của đồng nghiệp mang hung khí đến hành hung khiến người này phải nhập viện. Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sáng ngày 14 tháng 4, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang xác nhận sự việc phó hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn bị hành hung trong giờ làm việc. Vị này cho biết, sáng nay tôi gọi điện hỏi thăm và được biết sức khỏe ông NTV, phó hiệu trưởng bị hành hung, đã ổn định nhưng vẫn điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Phòng giáo dục và đào tạo đang chờ báo cáo sự việc từ nhà trường. Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 12 tháng 4, ông T xin vào gặp ông NTV, phó hiệu trưởng trường tiểu học PB2, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, do người này có vợ dạy ở trường và quen một số thầy cô trong trường nên bảo vệ cho vào. Sau đó, ông T đến phòng làm việc để tìm nhưng không thấy ông V. Sau khi bảo vệ nói ông V đang lên lớp dạy, thì ông T ngồi ở băng ghế đá của trường, thời điểm này có trò chuyện bình thường với giáo viên của trường để đợi. Đến khoảng 9 giờ 55 phút cùng ngày, hết tiết dạy, ông V đã gặp ông T và cả hai vào phòng làm việc của ông V nói chuyện. Không lâu sau, mọi người nghe tiếng cãi vã, ông V chạy ra khỏi phòng làm việc trong tình trạng bị thương ở cánh tay, chân, do ông T dùng hung khí tấn công. Ông T tiếp tục đuổi theo hành hung phó hiệu trưởng, nhưng bị giáo viên và bảo vệ ngăn cản. Sau khi được mọi người can ngăn, người đàn ông đã bỏ dao rồi đến công an xã đầu thú, còn ông V được đưa đi cấp cứu. Một lãnh đạo địa phương cho hay đã nắm thông tin ban đầu, nhưng công an đang thụ lý giải quyết nên chưa có báo cáo chính thức. Được biết, ông T đang công tác tại một cơ quan thuộc huyện Phụng Hiệp. Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp đã báo cáo sơ bộ vụ việc lên chính quyền địa phương. Đoàn cán bộ Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh gặp tai nạn thương tâm khi đi du lịch. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, chiều ngày 13 tháng 4, xe khách chở theo 23 hành khách khi đang lưu thông trên quốc lộ 24 đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo đi theo hướng ngược chiều. Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến một người tử vong và 24 người khác phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 3 trường hợp nguy kịch. Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 13 tháng 4, ô tô khách biển kiểm soát 50H36598 do tài xế Nguyễn Tuấn Khoa, 26 tuổi, trú tỉnh Bình Định, điều khiển chở theo 23 khách lưu thông trên quốc lộ 24 theo hướng thành phố Kon Tum đi thị trấn Măng Đen. Khi đến km 157 của quốc lộ 24, đoạn qua xã Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy, Kon Tum, xe khách xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát 81H-02799 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 81R-01051 do tài xế Nguyễn Đức Hùng, 45 tuổi, trú tỉnh Gia Lai điều khiển hướng ngược chiều.
hậu quả khiến một hành khách tử vong, 22 hành khách trên xe khách và 2 người trên xe tải bị thương. Bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông tin, liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải chiều 13 tháng 4, bệnh viện đã tiếp nhận 25 nạn nhân. Sau khi nhập viện, một nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng, còn 3 nạn nhân khác bị chấn thương sọ não, chấn thương cuộc sống, đa chấn thương, đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc. 22 nạn nhân bị thương nhẹ hơn, đang được điều trị tại các khoa chấn thương hồi sức cấp cứu. Đang nằm bên giường bệnh, anh Lâm Trường Sơn, 54 tuổi, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiều ngày 12 tháng 4, anh cùng các cán bộ nhân viên của Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh lên máy bay di chuyển vào sân bay Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau đó, đoàn đi xe ô tô lên Kon Tum du lịch. Ông Sơn nhớ lại, vụ tai nạn xảy ra rất nhanh. Thời điểm đó, tôi ngồi gần ở cửa kính. Sau một tiếng va chạm lớn, chiếc xe khách bị lăn nhiều vòng rồi lật nghiêng bên vực, cửa kính bị vỡ tung tóe. Tôi cố dùng sức để trèo ra khỏi xe và được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ NVG và vợ là LHI cùng công tác tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, thành phố Pleiku, Gia Lai, đang cùng đoàn lên thị trấn Măng Đen làm việc. Khi đến huyện Con Rẫy, hai vợ chồng gặp vụ tai nạn nên dừng xe lại và cùng người dân, lực lượng chức năng giúp đỡ đưa các hành khách bị kẹt ra ngoài. Những hành khách bị thương được vợ chồng bác sĩ sơ cứu ban đầu, băng bó, nẹp chân, tay bị gãy. Có bệnh nhân được y bác sĩ giúp ép tim trong suốt chặng đường đi đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Bác sĩ G cho biết, vợ là bác sĩ khoa khám bệnh, còn tôi là khoa sản. Nhóm tôi đang đi lên Măng Đen công tác thì vô tình gặp vụ tai nạn xe khách trên đường. Lúc đó vụ tai nạn mới xảy ra khoảng 10 phút. Thấy vậy tôi và người dân đã giúp đỡ đưa hành khách bị kẹt trong xe khách ra ngoài. Vì đi công tác nên tôi không đưa nhiều thiết bị y tế. Tận dụng vật có sẵn, tôi đã giúp nẹp, băng bó vết thương, ngăn chặn tình trạng mất máu trong lúc chờ y tế đến. Một hành khách bị thương, nhịp tim, mạch đang yếu dần nên vợ tôi phải liên tục thực hiện ép tim suốt chặng đường cùng lực lượng chức năng đưa người này vào viện cấp cứu. Tối cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trắng đêm dập lửa tại xưởng giấy bao bì ở Bình Dương. Thưa quý vị, vào tối ngày 13 tháng 4, lửa bất ngờ bùng lên bên trong xưởng chứa giấy phế liệu của một công ty bao bì nằm ở cuối đường Vĩnh Phú 27 thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt để dập lửa. Tới sáng 14 tháng 4, lửa vẫn còn âm ỉ bên trong nên cảnh sát vẫn đang tiếp tục phun nước để làm mát hiện trường, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 13 tháng 4, người dân đi ngang qua khu vực chứa giấy phế liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì Hợp Nhất, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, phát hiện lửa bốc lên và báo cáo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng huy động 9 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do trong xưởng chứa nhiều giấy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, ngọn lửa bốc cao và khói bụi dày đặc khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với lực lượng cơ sở và dân phòng triển khai lực lượng để chữa cháy. Sau một giờ triển khai phương án chữa cháy, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, do khu phế liệu chứa giấy nên ngọn lửa vẫn âm ỉ. Do đó, để ngăn chặn ngọn lửa bùng phát trở lại, sáng nay, lực lượng chữa cháy đã dùng xe cuốc cuốn giấy lên và tiếp tục phun nước làm mát. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khu vực chứa phế liệu rộng 300m² bị cháy rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Để hạn chế tối đa những vụ việc đáng tiếc xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong mùa khô. Các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nước, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ, công nhân viên về công tác phòng cháy chữa cháy. Ngày 13 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan, Trung Quốc. Theo thông tin ban đầu, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính tại căn hộ ngăn phòng cho thuê ở quận 1, phát hiện hai người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú. Tại đây, công an còn thấy nhiều vali có chứa 184 bánh heroin và một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy. Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 1
và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khám nghiệm hiện trường, giám định chủng loại, số lượng ma túy. Tại cơ quan công an, hai người nước ngoài khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang từ ngày 15 tháng 3, rồi di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để lưu trú trong thời gian chờ nhận 184 bánh heroin. Số ma túy này sẽ được vận chuyển về Đài Loan, Trung Quốc tiêu thụ. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự ba người nói trên để tiếp tục làm rõ vị trí, vai trò hành vi phạm tội. Tối ngày 12 tháng 4, tại một căn nhà trên đường 3 tháng 2, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, công an phường An Hòa đã bắt quả tang Võ Thị Thanh Trúc, sinh năm 2005, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho 8 người khác. Ở hiện trường, công an đã thu giữ các tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, Trúc khai nhận do cùng chồng sắp đi làm thuê ở nước ngoài một thời gian, nên cả hai đến căn nhà của một người quen, rồi Trúc rủ thêm 7 người bạn đến chơi. Trúc ngỏ lời mời mọi người chơi ma túy thì tất cả đều đồng ý. Sau đó, Trúc liên hệ mua ma túy tổng hợp dạng khay của một người đàn ông với giá 5,7 triệu đồng. Trong lúc cả nhóm đang chia ra sử dụng thì bị công an bắt quả tang. Qua test nhanh, cả 9 đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp. Hiện công an phường An Hòa đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá để xử lý theo thẩm quyền. Tại đường 25m Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, có một khu đất nông nghiệp được quây tôn kín. Hàng ngày, từng lượt xe công nông có tên Vinh Hoa chở rác thải từ các công trình xây dựng nối đuôi nhau đổ vào đây. Đáng nói, tình trạng này xảy ra ngang nhiên giữa ban ngày nhưng không có bóng dáng lực lượng cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở. Cách đó không xa, tại đường dẫn vào khu đô thị Tổng cục 5 Tân Triều, những bãi rác tự phát cũng mọc lên, chất đống cao như núi. Theo người dân nơi đây, những đống rác thải này được hình thành do tình trạng đổ trộm chất thải từ các xưởng sản xuất gần đó, bao gồm cả xưởng gỗ, xưởng sản xuất nhựa, thậm chí là cả vật nuôi chết cũng được người dân trộm ném ra đây. Do không chịu được mùi và lượng chất thải, nhiều gia đình gần đó đã chất rác lại và châm lửa đốt, khiến khói bụi bay lên mù mịt. Tôi thì tôi không bắt được người ta, nhưng mà tôi biết bắt được mấy lần ở từ đầu đằng kia, từ bên chỗ khu đang thủ phủ năm ấy. Đấy, khu liên kề đấy, các thứ đấy là các cái kho xưởng ở bên đấy là ra đi đổ đấy. Mà cứ mang ra đây vứt rác trộm đêm hôm như này, không biết được. Tôi 7 rưỡi tôi về thì không có, mà đến sáng ra sáng lại một đống, như kiểu là đống rơm đống rạ ấy. Có hôm thì nó gió nó cháy được, hôm nay thì cái mùn cưa lên nó không cháy được. Nếu mà không đốt ra, tôi nói thật chị, lên tận nóc nhà. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã này cho biết tình trạng này đã xảy ra nhiều ngày gần đây. Diện tích đất này là đất nông nghiệp xen kẹt giữa các khu dân cư. Thời gian qua, xã đã xử lý rất nhiều trường hợp xe công nông đổ trộm rác thải xây dựng, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Xuất phát từ cái việc Tân Triều cũng đang trong thời gian tốc độ đô thị hóa rất là nhanh, và cái việc các dự án trên địa bàn cũng đang triển khai rất là nhiều, dẫn đến cái việc các vị trí đất nông nghiệp bị xen kẹt, không còn sử dụng vào được mục đích sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế mà cái việc những người dân lợi dụng những cái khu vực đường vắng trời tối để đổ đất cũng như là chặt thải lên vị trí đất nông nghiệp, mà trong thời gian vừa qua cũng đã xử lý được vài trường hợp liên quan đến cái việc mà đổ đất, đổ chặt thải lên vị trí đất nông nghiệp, và cũng đã ban hành các quyết định hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Bức xúc về tình trạng ô nhiễm tại địa phương, người dân chỉ biết quay lại những đoạn clip khói bốc đen nghi ngút để làm bằng chứng. Mới đây, Việt Nam được tạp chí Time Out của Anh bình chọn là một trong 9 điểm đến an toàn nhất trên thế giới dành cho nữ du khách khi đi du lịch một mình. Đối với những nữ du khách khi tới Việt Nam, họ đều cảm thấy vô cùng thích thú và đồng tình với kết quả của cuộc bình chọn này. Tôi rất thích một điều rằng những người đàn ông Việt Nam không nhìn phụ nữ một cách kỳ quặc. Ở Mỹ, những người đàn ông hay nhìn chúng tôi với ánh mắt rất thô lỗ, nhưng ở đây, những người dân địa phương không làm như vậy, khiến tôi cảm thấy mình rất được tôn trọng và an toàn dù có đi một mình. Việt Nam là một quốc gia an toàn cho phụ nữ, vì tôi thấy những người phụ nữ ở đây rất tự do, mặc những gì họ muốn và họ trông rất tự tin và hạnh phúc. Tôi đã đi du lịch nhiều nước châu Âu, nhưng tôi cảm thấy Việt Nam an toàn hơn rất nhiều, thậm chí là cả Mỹ hay là London, quê nhà của tôi. Những người dân địa phương rất thân thiện, tốt bụng và đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch một mình và tôi cảm thấy rất yêu nơi này. Trong mắt những du khách quốc tế, Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, thân thiện và ôn hòa, thực sự là một điểm đến an toàn và thú vị cho những người phụ nữ muốn thực hiện những chuyến phiêu lưu một mình. Ngoài Việt Nam, trong danh sách còn có Sri Lanka, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Guatemala, Australia, Hy Lạp và New Zealand. Tham gia Ngày hội Việc làm năm 2024, bạn Hà Kiều An, sinh viên năm cuối khoa giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đã tham khảo được hàng chục gian hàng với mong muốn tìm hiểu thêm về các đơn vị tuyển dụng, tìm kiếm môi trường làm việc phù hợp để gắn bó lâu dài sau khi ra trường.
mức lương kỳ vọng của em hiện tại thì em nghĩ là nếu như ở Hà Nội thì em mong muốn là mức lương của em sẽ đủ để trang trải cuộc sống. Ngoài ra thì em cũng mong muốn là nhà trường có thể tạo thêm các cơ hội để em được tiếp tục học hỏi, tiếp tục phát triển bản thân nhiều hơn. Cũng như Kiều An, trong ngày hội việc làm năm 2024 do Trường Đại học Sư phạm tổ chức, hàng nghìn sinh viên đã có cơ hội tiếp cận với các đơn vị tuyển dụng để chuẩn bị hành trang bỏ túi trước khi tốt nghiệp và tham gia vào thị trường lao động. Chuyên ngành của em là sư phạm và tiếng Anh, tức là sẽ thường là trường tư nhiều hơn. Thật ra là em cũng muốn phải mở rộng cơ hội, quan tâm đến các trường, các ví dụ như các trung tâm hoặc là các trường tư. Tức là đây là một cái cơ hội hết sức là tốt để trong cái quá trình đấy các em định hướng được cái nghề nghiệp sau này cũng như là những cái đòi hỏi, những cái mà thị trường lao động họ cần ở một cái người sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc như thế nào. Thì trong cái quá trình học tập là các em sẽ có những cái điều chỉnh cái quá trình học tập cũng như là cái quá trình rèn luyện của mình để đáp ứng ngay được cái thị trường lao động đấy. Thông qua các ngày hội việc làm, rất nhiều trường phổ thông tư thục, hệ thống giáo dục lớn đang tìm kiếm cơ hội tuyển dụng sinh viên đang học năm cuối và chuẩn bị tốt nghiệp ở một số ngành như mầm non, tiểu học, toán, ngữ văn, tiếng Anh. Đặc biệt, các đơn vị này sẽ ưu tiên những sinh viên sư phạm có thành tích học tập khá, giỏi, có kỹ năng tốt để mời về làm việc với chế độ hấp dẫn. Hiện tại thì nhà trường mang đến khoảng gần 20 cái vị trí ở tại Hà Nội và chưa kể là các tỉnh thành khác thì có thể lên đến 40-50 vị trí cho các tỉnh thành khác nữa. Và về mức lương ấy, thì ở mỗi một cái địa điểm và một địa bàn khác nhau thì cái mức lương khởi điểm lại khác nhau. Và ngoài ra ấy, thì trường Xanh Tuệ Đức thì chú trọng về cái năng lực và cá nhân rất là nhiều. Nên mỗi một cái giáo viên với năng lực khác nhau trong quá trình tuyển dụng lại được đưa ra một cái mức lương khác nhau. Yêu cầu thì các bạn sẽ phải có đúng chuyên ngành về sư phạm. Đó, đấy là yêu cầu bắt buộc. Các bạn có cái niềm đam mê và tận tâm với nghề. Các bạn sẽ được trải qua một cái quy trình tuyển dụng, các bạn sẽ thi giảng để đánh giá cái khả năng giảng dạy sư phạm của các bạn. Thì chưa nói đến chế độ, chỉ nói về mức lương thì các em sẽ có lương cơ bản cộng với lại dạy vượt hiệu suất tiếp, nó sẽ dao động trong khoảng tầm là tùy vào các em có thể dạy được bao nhiêu tiết, vì cái khả năng năng lực nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 13 cho đến 20-25 triệu. Đó, thì cái này nó rất là rộng mở. Dựa trên cái năng lực em có thể nhận được dạy bao nhiêu tiết, em có khả năng làm được chủ nhiệm hay không, đó để mà có những cái mức lương nhất định. Trong nhiều năm trở lại đây, điểm chuẩn ngành sư phạm luôn nằm trong top đầu thu hút nhiều thí sinh đăng ký. Song theo các chuyên gia, ngoài việc học tập, sinh viên cần chuẩn bị cho mình những kỹ năng cần thiết để có cơ hội việc làm mở rộng sau khi ra trường. Tối ngày 13 tháng 4 vừa qua, câu lạc bộ LB Bank Ninh Bình đã để thua 1-3 trước VTV Bình Điền Long An ở trận chung kết nội dung nữ giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2024. Ngay khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã đổ về khu vực của đội Ninh Bình với mục đích xin chụp hình cùng đối chuyền Bích Tuyền. Cô lập tức bị bao quanh bởi đông đảo khán giả, họ mong muốn có được hình chung với đối chuyền của đội Ninh Bình. Dù vừa nhận thất bại ở trận chung kết, nhưng Bích Tuyền vẫn vui vẻ, cởi mở. Tuyền là thành viên cuối cùng của Ninh Bình rời sân bởi cô nán lại chụp hình, giao lưu với khán giả cuối cùng. Rõ ràng, đội trưởng của LB Bank Ninh Bình là một trong những cái tên đình đám và nhận được sự quan tâm nhiều nhất của làng bóng chuyền Việt Nam hiện tại. Ở trận chung kết vừa qua, Bích Tuyền vẫn là cây ghi điểm số 1 của Ninh Bình nhờ những cú đập như búa bổ và khả năng bám chắn tốt. Tuy nhiên, trước sự xuất sắc của các cô gái VTV Bình Điền Long An, một mình Bích Tuyền là không đủ giúp Ninh Bình làm nên chuyện. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.